ớt từ lâu được biết đến là một loại thảo dược quý, một nguyên liệu làm đẹp thần kỳ. Vì thế, trà hoa cúc cũng được xem là thức uống bổ dưỡng dành cho các vua chúa quý tộc thời xưa. Ngày nay, trà hoa cúc được xem như một thức uống tinh thần được ưa dùng ở mọi lứa tuổi. Nếu bạn mệt mỏi, áp lực cho công việc, thì đây là một lựa chọn tuyệt vời. Vị thanh thanh ngọt dịu kết hợp với hương thơm nhẹ nhàng của hoa cúc giúp tạo cảm giác thư thái và thoải mái. Với công dụng tuyệt vời trong việc làm giảm căng thẳng mệt mỏi, hoa cúc còn giúp thanh nhiệt giải độc hiệu quả.